mày bị gì vậy? Hồi sáng ba tao đẩy tao bị té trật chân, mới xoa được thuốc rồi, không sao hết á. À, mẹ tao kêu tao đem tiền qua cho mày mượn nè. Vậy hả? 1,5 triệu á. Cảm ơn. Ê, tao nghe mẹ tao nói hồi sáng mẹ mày bị siết nợ cho nên mới bị xỉu đúng không? Phải ông Long, con bà Tư Xuân không? Ừ, thằng chả chứ ai vô đây nữa. Nhưng mà mẹ tao cứ nói là không phải do ổng. Mẹ tao cứ nói là tại mẹ tao mệt quá cho nên mới xỉu thôi à. Hồi sáng nay nè, đáng lý là tao lãnh tiền công xong là tao chạy qua bển trả tiền cho dì Tư rồi. Nhưng mà ba tao lấy đi xài hết trơn rồi. Cũng may là có dì Năm cho mượn, chứ không thôi là ngày mai tao không có tiền trả cho bên đó. Chắc tao phải đi kiếm chỗ khác dài nóng rồi đó. Mày trả tiền lời tháng này, rồi mấy tháng sau cũng phải chạy trả tiền lời vậy. Mày muốn có tiền trả dứt luôn tiền gốc á, thì mày phải kiếm nghề khác đi, chứ làm gớm đang lát như vậy được bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình có bằng cấp gì đâu, làm sao mà xin việc khác được, làm gì mà có lương cao chứ. Cần gì bằng cấp. Ê, quán nhậu bà Tư Béo ngay đầu chợ đang tuyển phục vụ đó. Tao nghe đâu tháng được 3 triệu. Nhưng mà tụi nó có tiền bo, có nhiều đứa tháng được 5-6 triệu luôn đó mày. Mày khùng hả? Bộ mày quên quán bả là quán bia ôm hả? Sao mày kêu tao vô đó làm? Thôi đi, tao không có làm mấy chuyện bậy bạ đó đâu. Thì mày chỉ ngồi nhậu với người ta, rồi cho người ta ôm chút xíu thôi, có mất mát gì đâu mà mày sợ. Đã không có tiền, còn mày đặt sĩ diện nữa. Thôi đi, nghèo thì nghèo cho sạch. Tự nhiên đi vô mấy chỗ đó làm, người ta coi khinh mình á. Ba mà làm mấy chuyện đó, tao làm xấu hổ ba mẹ tao thêm nữa. Sáng thì tao đi làm, tối lạnh lát về đan thêm cũng được mà. Chỉ cho chỗ sướng á, không chịu thì thôi. Tại mẹ tao không cho tao đi, cũng sợ tai tiếng giống như mày vậy đó. Không là tôi đi làm lâu lắm rồi. Mày khùng quá à. Thôi, tao về nha. Ê, cảm ơn mày nhiều nha, cho tao gửi lời cảm ơn dì Năm luôn nha. Được rồi, về nha. Ủa,